Cảm ơn Thùy Dân. Nhưng bây giờ Hiếu suy nghĩ vậy nè. Bây giờ giả sử Hiếu là một sinh viên của trường học tự nhiên khoa sinh học công nghệ sinh học, mới tốt nghiệp, đang có nhu cầu muốn đi du học, chỉ biết là thích đi du học vậy thôi, còn không biết gì hơn hết. Thì nhân dịp tọa đàm này, cái Hiếu tới xin lời tư vấn của ba thầy cô ngồi đây, xem thử tư vấn để Hiếu chọn cái việc đi du học như thế nào. Thì không biết thầy cô có thể giúp cho Hiếu được đặt những câu hỏi để Hiếu trả lời, để xem thử là Hiếu có thể định hướng lựa chọn việc học tập tiếp theo của Hiếu được như thế nào hay không. Thì không biết là nhờ thầy cô tư vấn. Dạ, em xin chào ba thầy cô ạ. Em có nhu cầu đi đi du học nước ngoài, em thích đi học nước ngoài lắm, nhưng mà em cũng chưa biết là em sẽ học đâu, thì không biết là thầy cô có lời khuyên gì cho em không. Nói trước nha. Trước hết á, thì mình phải coi là cái nỗ lực mình tới đâu á. Tức là cái thứ nhất là trình độ chuyên môn ha, trình độ chuyên môn bằng cấp em như thế nào. Dạ, đó, em tốt nghiệp loại giỏi, nằm trong top 10 của lớp. Em nhớ em đứng mấy nữa. Về năng lực ngoại ngữ. Năng lực ngoại ngữ thì em cũng có top 4 550. Không biết gì có đủ đi học vậy cô? Cái đó chỉ là điều kiện cần thôi. Bây giờ là có phải thêm một số cái điều kiện nữa. Chẳng hạn như là em muốn đi du học. Nhưng mà là muốn đi du học là em đã có định hướng được là cái ngành của em nó chọn chưa? Dạ, em muốn đi học hàng ngành công nghệ sinh học. Ngành công nghệ. Em chưa có một cái câu hỏi nghiên cứu cụ thể nào, chưa có một cái ý tưởng hay là cái định hướng nào rõ ràng hết hả? Em chưa có ý tưởng định hướng gì, là làm sao em có thể, ý là em phải tự nghĩ ra câu hỏi cái định hướng nghiên cứu. Dạ rồi, vậy thì em thích nhất là công nghệ sinh học. Chúng ta biết là công nghệ sinh học cũng có rất là nhiều bộ môn đúng không? Cô không biết là em có làm đề tài tốt nghiệp với bộ môn nào không? Dạ, em làm tốt nghiệp với đề tài của bộ môn công nghệ sinh học phân tử và môi trường, mà em làm theo hướng sinh học phân tử ạ. Cái này mạnh quá. Em có biết quản lý thời gian không? Dạ em cũng có biết quản lý thời gian. Tại lúc em làm trong phòng thí nghiệm á, thì em được sự hướng dẫn của các cái anh chị hướng dẫn, thì bắt buộc em phải ghi chép lab book để biết được bố trí thời gian. Rồi trước khi bắt đầu làm thí nghiệm thì phải nộp cái kế hoạch làm việc trong vòng một tuần trước đó. Có nghĩa là tuần sắp tới em sẽ phải làm gì thì em phải thống nhất, để các anh chị sẽ gửi, ý là sẽ cấp, em sẽ xin cấp hóa chất như vậy á. Thì còn nếu mà không có gửi trước thì anh chị không cho làm thí nghiệm, hơn ngày hôm đó em được nghỉ. Thì không biết như vậy thì có được tính là cái kỹ năng quản lý thời gian. Tại vì như vậy thì qua vài lần thì em thấy là em ít bị đuổi ra khỏi đột ngột bị đuổi ra hơn. Có nghĩa là em có một tuần làm việc đầy đủ hết, có nghĩa là như đó thì em thấy em cũng có thể có khả năng quản lý thời gian khá ổn. Cái thứ nhất, thứ hai là em thấy là em không bao giờ đi trễ. Em chắc cũng biết đi du học là em phải sống ở một nền văn hóa khác biệt trong một thời gian tương đối là dài. Vì vậy cô nghĩ chuyện quan trọng nhất là em phải xác định được là em thích cái nền văn hóa của cái đất nước nào. Dạ, tại hồi nhỏ em đọc truyện á, thì mới đầu á, thì em thích Nhật, tại vì em thích Doraemon. Nhưng mà sau này á, thì em suy nghĩ lại, cái em đọc truyện khác, cái em thấy là châu Âu đẹp hơn, cái quyết định đi châu Âu. Còn nước nào thì em chưa biết. Mỗi một giáo sư đã có một cái tính cách và phong cách làm việc khác nhau, và phần nào ở trong cái tính cách phong cách đó nó cũng phản ánh cái phong cách chung của dân tộc. Cô nghĩ là em nên trao đổi với các anh chị ở trong bộ môn của em, những người mà đã trở về từ những cái khu vực mà em thích đó, hoặc nằm trong cái danh sách của em, thì em nên trao đổi xem là với cái phong cách của những giáo sư ở những đất nước nào, dân tộc nào là em cảm thấy em phù hợp nhất. Em thì cũng có trao đổi, thì trong lúc đó thì trong bộ môn của em với anh chị đi trước thì có một số anh chị đã đi ở Nhật, đi ở Hàn, và có một số nhóm các một số anh chị trước đã đi cũng ở Đức. Thì về các anh chị cũng kể, thì trong đó em thấy là có mỗi Đức là châu Âu, nên em chắc em nghĩ em sẽ chọn Đức. Cái này dễ dàng quá ha, học lực giỏi, anh văn sẵn sàng và cũng có định hướng hẳn luôn rồi. Thì hỏi chỉ thích học công nghệ sinh học thôi. Thế là thế em làm cái đề tài nghiên cứu chuyên sâu, và em có muốn lúc mà đề tài tốt nghiệp á, em có muốn làm tiếp cái hướng đó hay không, hay là em muốn một cái chân trời mới? Lúc đó thì em làm đề tài tốt nghiệp á, là tại vì lab em là chuyên làm tạo dòng biểu hiện, nên em cũng sẽ làm tạo dòng biểu hiện. Xong cái thạc sĩ thì em học và em làm về liên quan đến
kit chẩn đoán bằng ELISA có nghĩa liên quan đến miễn dịch. Thì trong quá trình làm thì em thấy là em hứng thú với phần miễn dịch nên em suy nghĩ là chắc em sẽ đi tìm hiểu sâu hơn về hướng miễn dịch và tế bào. Thì đúng, các bạn nghe sinh viên mới tốt nghiệp Hiếu vừa mới ra trường á, thì rõ ràng á các bạn phải hiểu rõ bản thân mình. Bạn Hiếu ở đây bạn rất là hiểu rõ bạn, tức là bạn thích cái nền văn hóa đó và bạn thích cái hướng nghiên cứu tiếp theo của bạn đó. Thì công việc tiếp theo ở đây á, mình muốn nói các bạn là các bạn chủ động search tất cả những cái trường mà có mở chuyên ngành, ví dụ liên quan tới miễn dịch á, bản thân của mình phải tự làm nha, không ai đưa cho mình cái đó đâu. Những cái mối quan hệ giữa các anh chị hoặc là những cái trong bộ môn á, nếu mà các bạn không có thì các bạn phải làm điều này, tức là khả năng tiếng Anh phải có và search. Thực ra các bạn thấy là website của mình, website của khoa của mình cũng có tiếng Anh và tiếng Việt, và những sinh viên ở những nước lân cận họ vẫn lên, họ vẫn search được. Và chính các bạn nên chủ động để search, ví dụ immunology chẳng hạn, các bạn search cái đó thì các bạn sẽ thấy vô vàng giáo sư và vô vàng cái khoa hoặc là những cái bộ phận nhỏ làm nghiên cứu cái đó. Thì các bạn thấy nước Đức thì các bạn chỉ gom lại nước Đức hoặc là những cái trường nước Đức các bạn tìm. Và cái mà một trong những cái bạn mà trong nhóm 9 người của tôi á, là có hai bạn không cần gì hết, email trực tiếp cho thầy là em đang làm cái này về stem cell immunology, về cái những cái cell immunology thì thầy có cho em học chỗ đó hay không. Thì thầy trả lời, những cái giáo sư đó họ có thời gian mà họ trả lời. Thì cái bạn, hai bạn này cũng chia sẻ kinh nghiệm trong nhóm 9 người á, thì mới nói là khi mà trả lời thì hai người này mới hỏi tiếp là bây giờ tụi em phải làm sao. Thì lúc đó thì thầy mới đưa tất cả những cái thứ mà liên quan tới cái chương trình về cái khoa hoặc là cái nơi thầy làm việc để mấy bạn này follow làm trước. Chứ thầy chưa nói bảo kê, nhưng mà khi các bạn làm xong rồi thì thầy bảo kê giúp đỡ các bạn để có thể vào để làm trực tiếp với thầy. Đó là một trong những cái mà mình muốn chia sẻ với sinh viên Hiếu. Em nên lên website để tìm cái đây. Dạ dạ, em cảm ơn. Nhưng mà em cũng đã thử cái đó rồi. Có nghĩa em lên trên website thì em thấy nó quá nhiều thông tin. Bây giờ em không biết là bây giờ em sẽ chọn cái lab giáo sư nào thì em phải cân nhắc ra, tại vì em thấy là lab nào cái điều kiện vật chất cũng tốt hết. Nên bây giờ em không biết là em sẽ chọn cái hướng nghiên cứu thì nó cũng là miễn dịch hết. Giờ như vậy thì em không biết em chọn cái lab đó là bởi vì em chọn giáo sư hay là em chọn bởi vì mấy đứa đồng nghiệp trong lab. Tại vì mình sẽ làm chung với nó nên em không biết là em nên cân nhắc là em lựa chọn giữa giáo sư với lại mấy đứa đồng nghiệp trong lab. Em có nghe câu không thầy đố mày làm nên không? Dạ em có nghe. Vậy nên em nên chọn giáo sư trước. Nhưng mà em lại sợ, tại vì thiệt ra như hồi nãy anh có trình bày á, là giáo sư thì đôi khi là lớn tuổi cái không bao giờ gặp được hết, còn mấy đứa mà trong lab á, ngày nào em cũng có cơ hội gặp với nó để ăn cơm với nó rồi chơi nó rồi vui lắm, nó rủ đi coi phim Avenger Endgame rồi nữa đó. Nên em không biết là em nên có cân nhắc vậy không á. Trên thực tế thì là lúc mà mình chưa có qua mình sẽ rất là khó để mà có thể cân nhắc lựa chọn đồng nghiệp. Cái chuyện mà lựa đồng nghiệp á, nói theo lời của Hiếu là mấy đứa trong lab á, là gần như là không thể nào mà có thể thực hiện ở Việt Nam được. Cho nên ở Việt Nam tốt nhất là cái cơ sở duy nhất để mình lựa chọn nghĩ chỉ là thầy thôi. Nếu mình chọn được một người thầy mà có kinh nghiệm, có công bố thì mà lại sẵn lòng nhiệt tình, chẳng hạn như một người giáo sư, người ta làm giáo sư, các bạn biết giáo sư ở châu Âu là rất bận rộn, mà người ta sẵn lòng bỏ thời gian ra để trả lời email cho mình thì đó đã là một cái điều rất là đáng để mình lưu tâm rồi. Và nếu mà mình chọn được một người thầy tốt thì cái quan hệ của thầy với lại những người khác ở trong viện, ở trong cái trường nghiên cứu, trong chỗ mình nghiên cứu nó sẽ tốt. Và vì cái quan hệ tốt đó mình qua, mình có thể nói là cũng sẽ được hưởng sái cái quan hệ đó. Thì đó là cái trường hợp của Quỳnh Hương. Thầy của Hương là một cái nhà nghiên cứu chủ chốt ở trong ZMT và thầy có quan hệ có thể nói là không có vấn đề gì với bất kỳ ai ở trong viện, từ kỹ thuật viên cho đến trưởng các nhóm nghiên cứu khác. Và vì vậy mà khi mà Hương qua, Hương cũng không có gặp cái vấn đề gì khó khăn hết. Thì có lẽ là em cũng nên cân nhắc trước. Đúng là như Nhân nói á, không thầy đố mày làm nên, là cái người thầy là cái người cực kỳ quan trọng cho cái định hướng nghiên cứu cũng như là cái phát triển sự nghiệp của mình là sau này. Dạ vậy em cảm ơn, nhưng mà em cũng đang tính tiếp á, là tại vì em cũng muốn biết đồng nghiệp như thế nào á, nên em đang tính là em sẽ xin internship ở cái lab đó hoặc là ở cái nước đó, xong em sẽ tìm cách tiếp xúc với lại tụi đồng nghiệp đó, xong cái em sẽ biết được là như thế nào rồi em mới quyết định được không? Mấy thầy cô thấy em làm gì được không?
Mình nghĩ trước khi mà mình đi vô làm chính thức cho cái lab đó, mà mình có cơ hội xin được cái internship á, để mà mình đi tìm hiểu, mình trải nghiệm cái thực tế, thì đó là một điều rất là tốt. Yeah. Tôi muốn bổ sung thêm một cái ý mà vì sao nãy giờ là thầy Hiếu chỉ muốn là chọn đồng nghiệp thay vì là chọn thầy. Cái đó cũng có lý do. Bởi vì là trong khi mấy cái quá trình mình làm thì cái những người đồng nghiệp trong lab cũng ảnh hưởng ghê gớm lắm. Nhưng mà nếu mà cái kỹ năng mềm của mình mà tốt thì mình có thể vượt qua những cái điều đó. Những cái điều đó như là những cái thử thách, những cái khó khăn trong cái con đường du học trong gai của mình thôi. Thì nói về cái kỹ năng mềm thì ở đây tôi muốn nói về cái tính tự lập, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hồi nãy tôi có hỏi thầy đó, kỹ năng quản lý về thời gian, quản lý về tài chính nữa, tiền bạc nữa. Tại vì bạn sẽ có hầu như là cái kỹ năng tự lập là nó bao gồm hết tất cả cái đó. Và theo tôi, cái kinh nghiệm tôi muốn chia sẻ đó là kỹ năng mình phải làm chủ được bản thân mình, làm chủ được cái cuộc sống của mình. Tại khi mà mình qua hẳn một cái môi trường du học, là cái môi trường có nó lạ lẫm hẳn, giống như là gọi là môi trường cực đoan á, thì cái môi trường, trong một môi trường cực đoan như thế thì bản thân mình nó cũng sẽ có cái sự thay đổi cực đoan. Nhưng mà cực đoan ở đây không có phải là cái nghĩa xấu hết. Một là bạn sẽ đánh thức được cái tiềm năng của bạn và cái tinh hoa của bạn nó sẽ phát tiết ra. Như vậy là bạn càng ngày càng giỏi và bạn có một cái thay đổi về chất và lượng rõ ràng. Một người đi du học về là thay đổi hẳn, biến hẳn về lượng và chất. Mình học triết học nữa. Nhưng mà có một chiều hướng thay đổi nữa các bạn. Đó là trong một cái môi trường cực đoan đó, nếu mà bạn yếu thì coi như là bạn sẽ bị lùi tàn. Đó, thì tôi cũng có một cái người bạn mà theo cái chiều hướng đó, là khi mà họ đi học mà họ không thích nghi được, họ về thì họ bị trầm cảm luôn, họ bị rối loạn về cảm xúc, rất là nguy hiểm. Cho nên là cho một cái lời khuyên mà nên đi du học hay không thì cái thời điểm không quan trọng, mà tôi nghĩ là khi mình cảm thấy mà mình có khả năng làm chủ được bản thân, làm chủ được cuộc sống của mình biết là mình muốn gì và mình biết cách mình sẽ làm cái gì để mà mình đạt điều cái mình muốn theo cái cách đúng, thì lúc đó mình hãy quyết định là mình đi du học hay không. Dạ, cảm ơn cô, vì là em cảm thấy em đã có thể làm chủ được bản thân rồi. Thì bây giờ em sẽ quay về em chuẩn bị hồ sơ, có gì em sẽ lên gặp nhờ thầy cô tư vấn nữa nha. Thì quay trở lại cái câu hỏi tiếp theo là bây giờ Hiếu lại bắt đầu đi nộp hồ sơ, thì không biết là các cái thầy cô anh chị đây có cái lời khuyên nào cho Hiếu khi Hiếu nộp chuẩn bị hồ sơ hay không? Thì theo cái kinh nghiệm của Quỳnh Hương thì cũng có, ngoài DAD là một cái quỹ học bổng, còn thì Hương chỉ nộp để xin những cái dự án lớn ở bên Na Uy và bên Hà Lan mà người ta có tuyển người trên toàn thế giới thì có nộp. Ngoài ra cũng có một lần nộp xin học bổng Humboldt. Thì trong hai cái, bây giờ mình bỏ cái dự án qua một bên đi ha, mình nói về hai cái quỹ học bổng là DAD với Humboldt. Thì Hương thấy là trong cái phần phỏng vấn á, người ta đặc biệt quan tâm đến cái kinh nghiệm của mình, đến cái kinh nghiệm nghiên cứu. Đó là lý do mà có lẽ thầy Nhân với lại cô Tâm Anh hồi nãy cũng nói là các bạn không có nên đi học nước ngoài quá sớm. Bởi vì trong tất cả các cái phần phỏng vấn, người ta sẽ tập trung nhiều vào cái kinh nghiệm mà các bạn đã có được. Không phải chỉ là cái kinh nghiệm mà trong cái lĩnh vực nghiên cứu, mà là còn là cái kinh nghiệm giao tiếp, ứng xử, cái kỹ năng giải quyết những cái tình huống mà nó bất ngờ có thể xảy ra trong cái con đường nghiên cứu của các bạn. Thì và một cái điều cực kỳ quan trọng, nhưng cái này nó thuộc về một cái vấn đề nó rất là tế nhị và phức tạp, đó là đối với những cái quỹ lớn chẳng hạn như là Humboldt, thì mỗi một năm các bạn, người ta sẽ có ra một cái định hướng để mà tài trợ. Mặc dù người ta chỉ nói chung là biến đổi khí hậu, ví dụ như năm 2012-13 là nộp xin một cái học bổng về biến đổi khí hậu, quỹ đó là quỹ riêng cho biến đổi khí hậu. Và nếu mà đậu á, thì cái số tiền mà bạn nhận được hàng tháng là hình như Hương nhớ là 1.800 hay là 2.000 euro gì đó. Một cái con số rất là lớn, bởi vì lương của một cái
giáo sư ở bên Đức cũng tiền sau khi trừ thuế bảo hiểm cũng chỉ có 2.500 thôi, mà đậu cái quỹ đó là được 1.800 hay là 2.000 gì đó. Nhưng mà lúc mà phát khôn thì nói là biến đổi khí hậu, nhưng mà đến khi, và hôm đó Hương nhớ là Humble là một cái quỹ làm việc rất là tốt, cái chị, cái cô mà chịu trách nhiệm về cái quỹ, chịu trách nhiệm chính tạm gọi là giám đốc của cái quỹ đó, thì có một cái chương trình nếu mà bạn đậu á thì thôi, còn nếu bạn phỏng vấn mà rớt thì người ta sẽ mời bạn vào và nói cho bạn biết lý do vì sao rớt. Thì cô đã nói là cái năm đó là cái số học bổng hồ sơ mà nó nộp về Humble là gần 2.000, bởi vì là cái quỹ rất là lớn và cái lợi nhuận, cái lợi ích mà nó đem lại rất là nhiều, gần 2.000, và không may là cô rớt. Cô rớt là lý do thứ nhất là bởi vì cái quỹ đó là nó ưu tiên mở rộng cái quan hệ hợp tác giữa Đức với lại những cái thành viên từ các cái quốc gia khác. Mà khi mà người ta nhìn CV của cô, người ta thấy là cô đã ở Đức quá lâu rồi, đi qua đi lại Đức đến nỗi mà nhân viên của lãnh sự ở ngoài là không thèm coi hộ chiếu luôn, thấy mặt là tự động mở cổng cho vô. Thì đó là cái quan hệ của em với lại bên Đức là đã quá tốt rồi, cho nên em nên nhường cái quan hệ đó cho người khác. Thứ hai là năm đó cô nộp lên một cái đề cương và tất cả hội đồng đều đánh giá là rất tốt, nhưng mà rớt là bởi vì nó không nằm vô trong cái định hướng tài trợ của cái năm đó. Năm đó cô làm về chuyển hóa vật chất và phát thải khí nhà kính, nhưng mà năm đó thì lại không, cái phát thải năm đó không phải là định hướng. Định hướng năm đó là năng lượng và đa dạng sinh học. Đó là lý do thứ hai rớt. Và lý do thứ ba đó là tiếng Anh không có đủ tốt. Hội đồng người Đức, các thầy cô người Đức người ta nói là người ta rất là bất ngờ khi mà đọc thấy cái comment của cái referee, khi mà thấy cái comment về English của cô. Nhưng mà người ta nói không có sai, bởi vì là hội đồng của Humble là hội đồng đến từ tất cả các châu lục ở trên thế giới, thì châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, châu Á. Mà trong hội đồng đó của cô xui cái có hai người châu Phi, mà cái tiếng Anh của châu Phi với các bạn nó cực kỳ khó nghe. Sự thật là cô không gặp một vấn đề gì trong việc giao tiếp với châu Âu, nhưng mà khi mà cô nói chuyện với lại cái ông giáo sư, cô nhớ ông đó là đến từ, một ông là đến từ Kenya, một ông là đến từ Congo, mà sự thật là cô không nghe được một câu nào cho nó trọn vẹn. Tiếng Anh nó cực kỳ khủng khiếp. Cho nên là cô tóm lại, cô chia sẻ với các bạn cái kinh nghiệm có thể nói là đau thương đó của cô, để cho các bạn thấy là các bạn không có phải là cứ TOEIC hay là TOEFL điểm cao đời này nọ là mình chắc chắn sẽ đậu. Bởi vì có những cái quỹ, đặc biệt là các quỹ ở châu Âu, người ta không có đòi bằng cấp của tiếng Anh, mà người ta sẽ phỏng vấn trực tiếp. Mà khi phỏng vấn trực tiếp là bạn phải chấp nhận cái người ngồi ở trước mặt bạn, chấp nhận cái tiếng Anh của họ, chấp nhận cái cách phát âm, cái accent của họ. Bạn không có thể nào mà bạn phản đối là tôi học ở châu Âu mà đưa cái người châu Phi này qua phỏng vấn tôi được, không được ha. Cho nên là bạn phải có một cái sự chuẩn bị hết sức là toàn diện. Đến giờ cô vẫn còn đang đi tìm một cái trung tâm African English để học mà giờ chưa ra, tại vì vẫn định là sẽ quay lại phục thù với cái quỹ Humble đó. Và còn cái chuyện mà định hướng nghiên cứu, định hướng tài trợ của một cái quỹ là cái chuyện nó hên xui thôi ha, mình không có thể nào mình nói trước được. Cho nên là, nhưng mà quan trọng nhất vẫn là cái kinh nghiệm nghiên cứu, bởi vì nếu mà cho dù bạn rớt đi nữa mà bạn được xếp ở trên những cái hạng cao á, thì nếu mà có một người nào đó vì lý do nào đó không thể đến được thì người ta vẫn lựa chọn những cái người trong cái số rớt còn lại. Cho nên tốt nhất là mình vẫn cứ phải chuẩn bị một cái kinh nghiệm với lại một cái định hướng nghiên cứu thật là tốt. Đó là một vài cái chia sẻ của cô với các bạn khi đi nộp hồ sơ thôi. Dạ, em không biết là cô Tâm Anh có tư vấn gì cho em về phần hồ sơ không? À, tôi thì không có đồng quan điểm với cô Hương về cái việc chuẩn bị hồ sơ. À, thứ nhất là tôi nghĩ cái hồ sơ của mình á, tại vì mình ở cái mức độ là đi học việc và là người tập sự thôi, cho nên là cái hồ sơ mà để các bạn apply đi học một cái bằng master hoặc là một cái bằng PhD thì tôi nghĩ là cái điều quan trọng nhất là đó là cái sự chân thực. Chân thực trong cái CV của mình. Và cái thứ hai là nó phải chỉnh chu. Hai điều kiện đó. Thì cái sự chân thực này nó có điều kiện. Điều kiện là phải đáp ứng được cái phần cứng về chuyên môn bạn như thế nào, về năng lực ngoại ngữ như thế nào, và những cái kỹ năng nào chẳng hạn như vi tính hay là gì đó bạn có thể nói ra, và rõ ràng hơn là bạn muốn làm gì. Bởi vì tôi thấy là những cái vị giáo sư mà khi mà họ đi tìm sinh viên làm cho mình á, thì họ, cái quan trọng là họ đánh giá là sinh viên đó sẽ làm được cái điều gì cho họ, chứ không phải là cái kinh nghiệm của sinh viên đó, tại vì sinh viên đó hoàn toàn chưa có kinh nghiệm gì cả.
Cho nên là cái việc mà kinh nghiệm nghiên cứu của sinh viên trong cái CV thì tôi nghĩ nó không quan trọng đó. Tôi nghĩ nó chỉ quan trọng đối với những cái người làm postdoc hoặc là đi xin một cái research proposal hay là gì đó thì nó mới quan trọng thôi. Còn đối với các bạn là những người còn phải học thêm nữa, kiếm một cái bằng cấp thêm nữa thì cái kinh nghiệm nghiên cứu thì họ sẽ không để ý tới. Còn về sự chỉnh chu là gì? Chỉnh chu ở đây là nó phải rõ ràng trong cái đó, không nó thể hiện được cái cách làm việc của mình trong cái cách trình bày CV, nó phải rõ ràng. Đó. Thì tôi nghĩ là như vậy, mình nhẹ nhàng chứ không. Và vì sao? Không phải là lấy cái kinh nghiệm của riêng tôi, bởi vì trong cái quá trình mà về đây thì tôi đã có giới thiệu một số cái sinh viên mà đi theo tại vì bên đó họ contact xong họ nói là họ cần sinh viên thì tôi có giới thiệu. Và trong cái quá trình mà đi tư vấn là cô ơi làm CV như thế nào chỉ cho em với, thì tôi cũng tư vấn giống như những cái điều mà tôi nói với các bạn ở đây và hầu hết các bạn đều nhận. Khi mà họ đã nhận rồi á thì có những cái sai sót nhỏ họ không quan tâm, thậm chí là về cách nói chuyện nữa. Khi mà phỏng vấn qua Skype nói bậy, nói không hiểu gì hết, nhưng mà họ vẫn kiên nhẫn, tại vì họ đang cần mình mà. Họ đang cần mình, họ nghe, họ cố lắng nghe để mà họ hiểu được cái action của mình, cái accent của mình. Sau đó là qua đó giải quyết sau, thích nghi lại với nhau sau đó. Xin cảm ơn. Dạ em không biết thầy Nhân có khuyên gì em không? Cảm ơn cô Tâm Anh, và mình cũng có đồng ý một phần của Tâm Anh. Tức là trong quá trình làm hồ sơ á, cái quan trọng nhất là cái sự chân thật của bạn, và nó phản ánh ở chỗ cái SOP, cái statement of purpose á, tức là cái nói về cái bản thân của mình. Thực ra mình jam vô mình đã từng làm nghiên cứu cũng được, nhưng mà mình phải giới thiệu làm sao để cho cái người đọc á họ biết là cái kỹ năng đó nó phù hợp với cái lab đó. Ví dụ như là trong cái SOP của mình cũng có thể nói là ô mình cũng có tham gia tình nguyện chẳng hạn, mình làm với nhiều người ở bệnh nhân ung thư chẳng hạn. Thì các bạn chỉ nói như vậy thôi thì người ta cũng có thể đánh giá được các bạn đã từng tiếp xúc với những cái người bệnh nhân ung thư chẳng hạn, nên bạn sẽ có một cái động lực nào đó khác. Thì cái quan trọng nhất là cái, tôi nghĩ là cái SOP. Và cái thứ hai á là cái khả năng tiếng Anh của các bạn. Thực ra cái này cực kỳ quan trọng, nó là cái đầu tiên, là nền tảng cho các bạn hoàn thiện cái bộ hồ sơ đó. Các bạn hoàn thiện bộ hồ sơ đó mà lỗi tiếng Anh không á thì cái cảm tình của cái người đọc họ sẽ không có rồi. Bản thân tôi khi mà tôi nộp qua bên Mỹ, tôi cũng phải làm y chang như là nộp PhD vậy, bởi vì tôi đang là PhD student ở đây, mà muốn làm ở chương trình PhD student đó thì mình phải đạt được cái standard của cái trường đó. Và tôi phải làm rất là nhiều cái đó, tôi làm một cái bộ dày như vậy. Và tôi cảm thấy là cái khả năng tiếng Anh á, nó phải là phải cực kỳ, phải nói là chỉnh chu, thì người ta đọc vô người ta mới biết. Và sau đó thì mới phỏng vấn, khi phỏng vấn trực tiếp á, thì các bạn sẽ thấy dễ dàng hơn là khi các bạn viết, để mình có thể dễ hàng hiểu hơn. Và lát nữa nếu mà có câu hỏi về liên quan về tiếng Anh thì tôi sẽ kể các bạn biết, dù ở Việt Nam bạn hỏi giỏi tiếng Anh như thế nào thì các bạn ra nước ngoài các bạn sẽ thấy kinh khủng như thế nào. Dạ em cảm ơn thầy. Nhưng mà em có thêm câu hỏi nữa là, tại vì trong cái yêu cầu nộp hồ sơ họ có yêu cầu thư giới thiệu từ giáo sư ở bên này, thì em biết cái đó có quan trọng không thầy cô? Tôi nghĩ cái thư giới thiệu đó nó quan trọng lắm, bởi vì là đó chính là cái thông tin duy nhất mà để cái người tuyển dụng họ có thông tin, họ hiểu về cái người mà họ muốn làm việc. Cho nên là khi mà các bạn apply á, đi tìm cái thầy cô giới thiệu á, các bạn cũng cân nhắc, phải không phải là ai cũng được, mà là cái người đó thứ nhất có tiếng, có đủ cái bằng cấp để mà ở cái vai trò là người giáo giới thiệu. Nhưng mà đồng thời nếu mà tìm được cái người thầy người cô giới thiệu mà hiểu được mình á, thì càng tốt, tại vì cái sự giới thiệu của họ sẽ chân thật hơn đó. Và họ khi mà nhìn, thực ra các bạn cứ nghĩ đơn giản là muốn viết cái gì cũng được, nhưng mà khi mà cái người đọc lấy thông tin thì họ sẽ tìm được những cái thông tin, cái nào là thật, cái nào là viết cho có đó. Cái đó là cái nghề của cái người mà sàng lọc cái hồ sơ. Cảm ơn. Cũng chia sẻ kinh nghiệm, tôi là người chuyên viết law letter of recommendation
cho người khác. Nó là một cái thư giới thiệu cực kỳ quan trọng. Và thực sự là nếu các bạn ở đây đã có một các mối quan hệ hoặc đã biết thầy Hiếu, cô Tâm Anh hay là cô Hương, thì các bạn có thể liên hệ là nhờ cô viết giới thiệu cho mình để mình nộp học bổng đó. Thực ra nếu các bạn không phải là học trò của thầy Hiếu hay là cô Tâm Anh và cô Hương hay là tôi chẳng hạn, thì tôi chẳng biết sao mà tôi viết cho các bạn. Nên khi mà cái này là quan trọng trong hồ sơ, thì khi các bạn muốn xin, ví dụ xin thành trí nhân chẳng hạn, xin thầy Hiếu chẳng hạn, mà họ không biết mình nhiều á, thì việc đầu tiên là các bạn phải giới thiệu bản thân của các bạn thực sự cho cái người mà viết lo cho mình á, viết cái giấy giới thiệu cho mình á. Điểm mạnh của mình là gì, điểm yếu của mình là gì, để chi, để người ta biết, người ta viết cái đó cho chính xác, và họ có thể viết không phải là nói dối về bạn, mà người ta có biết điểm nhấn để mà khi mà đưa ra những giáo sư bên kia người ta đọc, người ta biết là bên này người ta nhấn ở chỗ nào, điểm yếu của em này là gì, điểm mạnh của em này là gì. Thì đó là cái kinh nghiệm khi mà tôi thường thường là bị mấy bạn sinh viên ấy cứ chạy lại tôi là xin viết lo, tại vì bạn mà mấy bạn đó đã từng học của tôi, hoặc là những cái bạn mà xin viết là học trò ở trong lab nhưng mà muốn thầy Phúc là người viết letter of recommendation á, thì thầy Phúc thầy lại giao cho tôi, thì tôi phải tìm hiểu, tôi hỏi các bạn là bạn đó phải như thế nào. Nên ở đây nếu mà nói kinh nghiệm về thư giới thiệu á, nếu các bạn không có mối quan hệ với các thầy cô á, thì khi mà tìm đến các thầy cô, các bạn phải list ra tất cả những cái điểm yếu, điểm mạnh, hoặc là những cái mà mong muốn khát khao của mình, để mà cái thầy cô mà viết giấy giới thiệu cho mình á, họ viết được một cái giấy giới thiệu nó cực kỳ là effect. Dạ rồi, em cảm ơn thầy cô. Giờ quay trở lại vai trò là MC thì Hiếu cũng xin thông tin thêm là thì một số chương trình là họ yêu cầu thường có hai cái thư giới thiệu. Thì lời khuyên của Hiếu dành cho các bạn là thứ nhất, bạn nên tìm cái thầy cô mà trực tiếp hướng dẫn các bạn, thì cái thông tin đó là thông tin cực kỳ chính xác. Và đôi khi thiệt ra rất khó kiếm một người thứ hai. Thì Khoa cũng thông tin thêm là Khoa có hỗ trợ các bạn cho việc viết thư giới thiệu. Thì lúc đó thì bạn sẽ liên hệ với văn phòng Khoa, thì văn phòng Khoa có thể cấp cho bạn thêm cái thư giới thiệu thứ hai. Thì đôi khi là việc nạp hồ sơ nếu không đủ hai hồ sơ thì hồ sơ online nó sẽ không có chạy đi được. Thì ít nhất, nhưng mà cái lời khuyên của bạn vẫn phải có ít nhất tối thiểu một thư giới thiệu trực tiếp từ thầy cô mà hướng dẫn các bạn làm đề tài hoặc là thực tập gì đó, thì cái đó là cái thư giới thiệu có giá trị mạnh nhất. Chứ bạn đừng có trông chờ vào hết toàn bộ vào Khoa. Đôi khi bạn thích đẹp nên bạn nhờ thầy trưởng Khoa viết, rồi thầy phó Khoa viết, nhưng mà dẫn tới là Khoa sẽ sẵn sàng hỗ trợ các bạn nhưng mà sẽ không biết được chi tiết, nên dẫn tới nó sẽ rất uổng cho bạn. Thì đó là lời khuyên. Còn về viết cái cũng thêm về thông tin về kinh nghiệm về viết giới thiệu bản thân khi học bổng, thì Hiếu cũng có một cái lời khuyên nhỏ cho các bạn. Tại vì Hiếu cũng là người thường viết thư giới thiệu và hỗ trợ các bạn làm học bổng. Thì một trong những cách mà để gây ấn tượng cho cái nhóm nghiên cứu đó, thì Hiếu có từng hướng dẫn một bạn rằng Hiếu hỏi bạn thích cái nhóm nào, thì bạn đó trả lời một cái nhóm cụ thể. Thì Hiếu có hỏi rằng là bạn có biết được 10 công bố gần đây của nhóm đó hay không, họ đang làm về vấn đề gì và họ đang định hướng làm vấn đề gì. Thì bạn đó không trả lời được. Thì Hiếu có đề xuất là bạn phải tìm hiểu rõ cái định hướng của nhóm đó, định hướng sắp tới, tại vì định hướng sắp tới chắc chắn nó sẽ xuất hiện đâu đó trong các công bố của họ. Thì Hiếu có yêu cầu bạn đó sẽ tóm tắt lại toàn bộ định hướng dự kiến sắp tới của cái nhóm đó làm việc và thể hiện. Thì cuối cùng bạn đó chọn giải pháp rằng bạn đó tóm tắt toàn bộ công bố trong 10 năm qua của nguyên cái lab đó trong một cái thư giới thiệu về mục đích bạn muốn xin. Và khi bạn gửi cái thư đó thì ngay lập tức giáo sư chấp nhận liền, không có ý kiến gì khác nữa. Và giáo sư thậm chí là bảo rằng nó viết gần như cái review của tao viết luôn, còn tốt hơn tao viết nữa, nên tao sẵn sàng nhận nó liền. Thì đó là một kinh nghiệm cho bạn có thể biết được là làm sao để có thấy được là gây ấn tượng cho giáo sư. Thì đó là một cái chia sẻ thêm.